Em mình nếu mà quý vị về mua về sang tên á thì bên em hỗ trợ quý vị các bạn là 70% giá trị xe. Còn nếu mà quý vị các bạn mua xe này mà muốn góp nối của tiếp với cái biển số này á thì quý vị các bạn chỉ cần đưa trước khoảng tầm tất cả quý vị các bạn đến với bản tin xe tải cũ của các tài xế ngày hôm nay. Thì như trên màn hình quý vị các bạn đang nhìn thấy thì hôm nay Tiến sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn một chiếc xe tải. Đây là chiếc xe Hyundai Mighty 110SL, tải trọng nó là 6.8 tấn. Thì trước khi đi vào mà chi tiết của cái chiếc xe này thì Tiến sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị các bạn về công ty của Tiến nhé. Thì công ty Tiến chuyên thu mua và trao đổi tất cả các dòng xe tải đã qua sử dụng. Quý vị các bạn mà có nhu cầu đổi xe mới hoặc là đổi xe cũ lên xe mới, hoặc là đổi từ xe mà cũ mà nhỏ mà lên cái xe đã sử dụng rồi mà xe lớn này, thì quý vị các bạn cứ liên hệ trực tiếp với bên Tiến. Thì đối với những dòng xe cũ mà từ đời 2015 đổ lên đó, thì bên Tiến vẫn hỗ trợ quý vị các bạn mua trả góp qua ngân hàng. Để bây giờ Tiến sẽ đi vào chi tiết của cái xe Hyundai 110SL này. Thì xe đây là xe của anh Trịnh Văn Nghiệp. Thì hôm trước là anh Nghiệp là có mua chiếc xe này để về chở hàng, nhưng mà do dịch cả này kia thì anh chỉ mới chạy được khoảng tầm 1 tháng thôi. Thì cái xe này thì đã chạy được 9.000 cây thì còn là xe này siêu lướt nhé. Đặc biệt cái xe này thì quý vị các bạn như này này, hiện tại bây giờ anh Nghiệp đang còn vay trong ngân hàng. Thì nếu mà quý vị các bạn mà cần nhu cầu góp tiếp thì bên Tiến sẽ hỗ trợ quý vị các bạn ủy quyền hồ sơ vay đó quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn mua xe thì cái xe này quý vị các bạn chỉ cần đưa trước là chính xác hiện tại bây giờ là 119 triệu. Thì đó là Tiến đi vào vấn đề một xíu nữa, Tiến sẽ đi vào chi tiết của cái ngân hàng bao nhiêu tiền đưa trước bao nhiêu để cho quý vị các bạn được biết, hoặc là quý vị các bạn có thể sang tên để sang tên mình rồi mình mua trả góp thì Tiến sẽ hỗ trợ quý vị các bạn mua trả góp nhé. Đây thì xe này thì nó giống như đang mới thôi, thì Tiến chỉ đi sơ để quý vị các bạn xem, nó mới chạy có 9.000 cây thì nó không có đáng gì. Tổng tải trọng của xe là 10.6 tấn này, trọng lượng bản thân là 3.6 tấn, còn tải trọng của xe là 6.8 tấn, số người được chở là 3 người nhé quý vị các bạn nhé. Lốp thì toàn tất cả mọi thứ cái xe này đều 90% hết, nói chung là chỉ mới sang tên thôi, chưa có làm gì hết nha quý vị các bạn nhé. Thì Tiến chỉ quay quý vị các bạn được biết cái xe này. Đây, vấn đề thùng này thì bạt là bạt 3 mảnh, thế quý vị các bạn thấy không, cái bạt mới rửa ra là như bạt mới thôi đấy. Để Tiến đi nói cái kích thước thùng cho quý vị các bạn được biết, thì cái kích thước thùng đó, chiều dài thùng là 5m7 lọt lòng, chiều cao là 1m850, còn chiều rộng là 2m06 đấy. Đây, xe thì sử dụng lốp là dàn lốp 7 cái là DRC, kích thước lốp là 825R16, sử dụng lốp DRC nhé. Đây quý vị các bạn có thể xem, thì lốp này thì mới chạy có 9.000 cây thì quý vị các bạn biết rồi đó, nó khoảng tầm 95% đó cái lốp này. Đây lốp Sarco thì chưa có hạ quý vị các bạn nhé. Thì cái xe này mới chạy có nhiêu đó thì không thể nào mà thay lốp Sarco được ha. Đây dàn lốp dàn gầm là còn đẹp, Tiến đảm bảo là xe này không có vấn đề gì hết, chỉ có là do công ty mà anh Nghiệp mua xe về để chở giấy á, thì bị do dịch giã này kia nên công ty bị ngưng hoạt động nên cũng cái xe này cũng bán luôn. Đây phía sau là phía sau của cái thùng xe này, quý vị bạn thấy không, và thùng theo kiểu năm bừng mở, nhưng mà được cái là cái thùng này thì theo mẫu của thùng của công ty, bên ngoài là inox dập sóng, bên trong là tôn kép sàn sắt. Thì để Tiến mở cái thùng này ra cho quý vị quan xem đi, xem sơ thùng sau này ha. Còn anh cho camera lên lại đây cho khách hàng xem cái thùng luôn đi. Bây giờ mời anh em vào xem cái phần bên trong của cái thùng xe Hyundai 110SL. Cái xe này sử dụng mới có 9.000 cây quý vị các bạn nhé. Xe này hồi xưa là lịch sử của anh này là mua xe về để chở hàng của công ty này, chở hàng giấy
và 10 cân tông á, nên cái thùng anh đưa lên rất là cao. Thì khi mà về bên Tiến thì Tiến có hạ kèo xuống rồi nhé. Đây, xin mời tất cả quý vị các bạn vào xem phần bên phụ của xe. Đây là bên phụ của xe nhé. Thì bên phụ bên cũng giống như bên tài thôi. Cái xe này thì Tiến bao mà đâm đụng này kia. Xe thì mới sử dụng có 9.000 cây thì quý vị các bạn cũng biết rồi. Mà đặc biệt là quý vị các bạn có thể được mua trả góp qua ngân hàng. Xe này bên em mình, nếu mà quý vị về mua về sang tên á, thì bên em hỗ trợ quý vị các bạn là 70% giá trị xe. Còn nếu mà quý vị các bạn mua xe này mà muốn góp nối tuổi tiếp với cái biển số này á, thì quý vị các bạn chỉ cần đưa trước khoảng tầm là 119 triệu nhé. Đấy, thì bây giờ đến mời quý vị các bạn xem khi động cơ của xe này nhé. Đây là động cơ của xe Hyundai 110SL. Nó sử dụng động cơ Hyundai với dung tích xi lanh là 3.9, sử dụng công nghệ Comorail. Mã động cơ là D4GA, đạt tiêu chuẩn TCI, sử dụng dầu diesel nhé. Công suất mã lực của xe cái động cơ này là 150 mã lực, sử dụng ga điện nhé quý vị các bạn nhé. Thì xíu nữa Tiến sẽ cho quý vị cởi sản xem cái hình mà hồi mà bàn giao xe, cái xe này cho anh Nghiệp nhé. Anh Nghiệp là mua ngày 19 tháng 5 năm 2021. Nói chung là xe này mới mua đấy, mới mua sử dụng có tháng rồi dịch nên nằm ở nhà luôn. Bây giờ thì không có nhu cầu sử dụng nữa nên bán lại nhé quý vị các bạn nhé. Bây giờ Tiến mời tất cả các bạn xem phần nội thất của xe. Thì nội thất thì quý vị các bạn khỏi phải suy nghĩ gì, xe này thì cực đẹp rồi. Ghế bình thường nó là ghế nỉ nên anh Nghiệp về anh có bọc lại ghế da nữa quý vị các bạn nhá. Cái sàn trần rất là mọi thứ là như mới không. À, cái xe này em cho anh mượn kia quay quý vị các bạn xem công tơ mét nhá. Cái xe này thì mới sử dụng chạy có 9.000 cây thôi, mới chạy được có tháng à. Này đấy, đấy nội thất đó. Là đây là coi km sử dụng được 9.000 cây. Thì bây giờ Tiến sẽ nổ máy với quý vị các bạn là xem nghe tiếng động cơ của xe này. Xe này thì cũng không phải giới thiệu nhiều tại vì Tiến có review cái xe này rất là nhiều rồi, xe đối với dòng xe mới á. Còn cái xe cũ này thì bây giờ Tiến sẽ nổ máy của các bạn sẽ nghe này. Tiến với số điện thoại trên màn hình thì Tiến sẽ báo giá cho quý vị các bạn một cách chi tiết nhất. Xin chào.